Đồ Gỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hiện nay là 16 giờ 17 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2016 và chúng tôi đang đóng gói chiếc giường Nhật gõ đỏ để chuyển đi cho anh Cần ở Vũng Tàu. Và chiếc giường này thì chúng tôi đã quay mấy lần rồi, hôm nay là quay cảnh đóng gói để anh Cần ở trong Vũng Tàu nắm được thôi. Thì chiếc này chúng tôi dự kiến là 3 kiện. Một kiện là gồm có 6 thanh, 3 thanh ở thành dưới và 3 cái thanh ở thành ngang là 6 thanh. Một kiện nữa thì sẽ là gồm có 2 miếng mặt giường như thế này và một cái đầu cao. Đây giờ đang đi vào trong đây. Đây một mặt giường nữa đây. Và một cái đầu cao của giường đây. Đầu cao giường gỗ đỏ được chọn vân rất là đẹp luôn. Và cái series này của chúng tôi là tất cả làm được khoảng 8 cái. Thì hiện nay cũng đã có khách đăng ký gần hết rồi. Và cái clip này đang quay tại tầng 1 khu B của chúng tôi. Hàng hóa tràn ngập, xin kính mời quý khách bớt chút thời gian về với Đồ Gỗ Đức Hiền với số điện thoại chính chủ là 0984 666 999. Và hiện nay với cái thương hiệu Đức Hiền rất là được uy tín trên thị trường và nhiều nơi đã bắt đầu có những cái cửa hàng mang tên Đức Hiền. Nhưng chúng tôi báo cáo luôn là chúng tôi chỉ có 2 địa điểm duy nhất. Thứ nhất là tại làng nghề mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Và điểm thứ hai là tại ngõ 1 cầu Biêu. Xin hết. Xin tạm biệt quý vị. Hiện nay tôi đang dừng để tôi tiếp khách.